đầu bếp trẻ của chúng ta sẽ làm cái món gỏi bò phụ đổng để cho chúng ta thấy. Đây là anh đầu bếp trẻ. Anh giới thiệu sơ qua về cái gia vị của cái món gỏi bò phụ đổng được không ạ? Nguyên liệu chính là bò anh. Nguyên liệu chính là bò. Rồi trong món bò nó sẽ gỏi sẽ có dùng những cái rau nào đặc trưng ạ? Rau. Cái đó là gì anh? Húng lủi. Húng lủi. Cà pháo. Rồi. Tắc. Rồi. U kiệu. U kiệu. Sả bào. Sả. Cà gót. Rồi. Cái nước này là nước gì anh ha? Nước lõi. Nước gỏi thì mình làm từ những cái nguyên liệu chính như thế nào? Mắm ngọt với đường hay là có gì đặc biệt? Mắm ngọt với đường. Cho miếng tương ớt luôn. Rồi, sẽ lấy cái chén nước chấm ra. Nước mắm và những cái gia vị như cà rốt, húng lủi, cà pháo và cả những cái ớt và tắc, sả, củ kiều và có cả những cái hạt mè nữa. Anh sẽ dùng cái nước chấm đặc trưng của món gỏi bò anh chế vào để bóp trọn đều. Rau thơm, rau quế, rau húng mình bóp đều để tạo nên một cái mùi đặc trưng, những hương vị đặc trưng của món gỏi bò phụ đổng. Cái món này bắt nguồn từ vùng miền nào? Món này biết bắt đầu từ miền Tây. Anh dùng hai tay vừa trộn xong những cái gỏi, anh vắt ráo nước và bỏ lên một cái bánh tráng được chiên phong. Anh lấy anh đặt lên dĩa. Đây là bò ớt nướng. Cái bò này là được tẩm gia vị và nướng. Mơ nướng xong. Sau đó anh sẽ rắc những cái mè lên. Gỏi vừa làm xong, vừa được anh trộn và bóp xong rất là đều, bỏ vào cái bánh tráng. Và sau đây anh bỏ cái rau thơm, rau húng lủi, húng lủi và tí ớt sừng để trang trí cho bắt mắt và cho đẹp mắt. Đây, đầu bếp trẻ vừa làm xong cái món gỏi bò phụ đổng đây. Cái món nụ bí xào tỏi. Nụ bí được cắt và tỉa ra nè, cùng với lại cà rốt và những cái loại hành tây và một tí gọi là tỏi băm nè, tỏi phi nè, tỏi phi tinh vàng, tỏi phi nè. Anh ấy sẽ làm món nụ bí xào tỏi. Nụ bí luộc sẵn, bà của mình nguyên liệu mình phủ sẵn tỏi, tỏi phủ mình phi chiên sẵn nè, tỏi cây nụ bí được luộc và cùng với lại những cái tỏi được phi vàng rồi. Anh đầu bếp sẽ cùng với chúng ta cái món nụ bí xào tỏi. Tiêu lên, tỏi vàng lên nè. À, cho mình bỏ tỏi nó hoàng, mình bỏ rượu vô. Mình cho gì chút nước đi. Rất là chiên nhiệt. Sắp đều á. Rất là... Còn cho đây dạ, liệu gia vị mình pha chế là sẵn không? Cái gì đó là cái gì anh? Gia vị dầu hào, nước tương, đường, nước ngon đó. Mình pha sẵn. Đây là mình đưa sẵn, mình bỏ cho mình cái gì đó. 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 Cái này là không để chín quá ngon không? Mình sẽ gạt, đuổi ra. À, đây là tỏi phi của mình phi sẵn ha. Mình cho một nhóm nhìn mặt đi, cho nó thơm.